Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok các em ạ, thì như anh em có thể thấy là tôi đang đứng ở trước cái máy farm của tôi đây. Đấy, cái máy farm to kinh khủng mà buổi trước chúng ta mất bao thời gian chúng ta mới xây được đấy. Đó, thì anh em có thể thấy là có vài con quái thì nó mới bị nước đẩy xuống đấy hả. Thì tôi thật là trong khoảng thời gian offline là tôi đã đứng ở cái chỗ này khá là lâu. Tôi đứng ở trên kia tầm 4 tiếng luôn. Nên là anh em có thể thấy là cái ngày trong Minecraft của tôi là đang là ngày thứ 173 kìa. Đấy, đứng khá là lâu đấy anh em ạ. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao cái máy farm của tôi nó hoạt động nó không có hiệu quả như là trên YouTube nói anh em nhá. Thì ở trên YouTube đó là mình đứng ở đây 1 tiếng thôi là cái số vật phẩm của mình là hơn 10.000 vật phẩm luôn anh em ạ. Mà tôi không hiểu tại sao của tôi ít kinh khủng luôn. À, dù là cái video hướng dẫn là nó mới chỉ ra được có 2 tuần nhá. Đó là nó không có cái bản cập nhật nào mới đâu đấy. Và tôi không hiểu vì sao mà nó lại vậy các bạn. Thì tôi cũng có nhắn cho cái người họ làm ra cái máy farm này để tôi hỏi rồi. Thế nhưng mà họ vẫn chưa có trả lời thì chắc là họ cũng chả biết đâu. Đây anh em ạ. Đấy, như anh em có thể thấy là nó rất là ít, đúng không? Đấy, thuốc súng ít, khá là ít anh em ạ. Bên này cũng vậy này. Đấy. Đấy, tôi không hiểu vì sao anh em ạ. Dù là tôi xây là chuẩn chỉnh 100% nhé, tôi xây là không có lệch một tí nào so với cái của họ luôn. Thế hay là tại tôi xây cái cát đi hay là cái gì nhở? Hay là tại là tôi xây nó nhiều cái loại đất quá nhở? Đất trắng rồi thì cát rồi thì đá andesit cái gì kìa đấy. Thế hay là do tôi xây nó hỗn hợp nhiều quá nhở? Chả biết. Nói chung là kệ đây các ạ. Thì nếu mà sau này mà chúng ta mà biết cách sửa, sau này mà tôi biết cách sửa thì tôi sẽ sửa lại cho anh em xem. Thế chứ hiện giờ tôi chả biết sửa nào. Kệ đi. Nói chung là thỉnh thoảng nó cũng tạo ra được một chút súng cho mình thì cũng gọi là cũng có một tí ích rồi ha. Đấy, và được cái là to, cũng đẹp nhỉ. Ok anh em. Ok, thì trước khi vào video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà, nhưng mà anh em làm vậy là anh em ủng hộ tôi rất là nhiều luôn đấy, cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Ok anh em, thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tới với... Ủa? Mày bắn lại. Mày bắn giáp đẹp thế. Bắn đi. Bắn đi. Rồi. Ok các em ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái nội dung mà nó sẽ quay trở lại quá khứ anh em, mà sẽ là hồi ức quá khứ. Anh em còn nhớ là trong tập 1 chúng ta đã chạy một đoạn đường rất là xa để chúng ta tìm được cái làng này không? Đó. Ở trên chặng đường mà tôi đi là tôi có gặp một bạn cừu hồng, anh em nhớ không? Đó. Và tôi có nói với anh em là sau này là tôi sẽ mang bạn cừu hồng này về nhà, đúng không? Đó. Tôi nghĩ là đã tới lúc rồi anh em ạ. Đấy, nhà mình cũng gọi là có đủ đồ rồi, đã tới lúc để mình đưa dâu về rồi anh em ạ. Dòm nhở? Đấy, dòm phấn khích anh em ạ. Đấy, dòm biết là dòm sắp có bạn cừu hồng, dòm phấn khích. Được rồi anh em ạ. Thì bây giờ ấy, mình muốn đi để đưa em cừu hồng về, trước tiên là mình cần có cái thuyền. Bởi vì là cái tọa độ ở chỗ đấy nó xa lắm, nên là phải có cái thuyền để biết đâu là mình đi qua biển vào. Đấy, sau đó là mình cần có cái dây nữa để mình buộc em cừu hồng mình mang về hơ. Rồi. Ok anh em ạ, thì trước tiên là để tôi cho anh em xem cái ảnh, cái ảnh màn hình mà hồi trước đó là tôi chụp. Đây, để cho anh em biết được cái tọa độ nó của cái em cừu hồng. Đây anh em ơi. À, như anh em có thể thấy là tọa độ là tận 855 và 1236 luôn. Úi dồi ôi. Nhưng mà thực ra tôi thấy là nó không quá xa thôi anh em ạ. À, không quá xa đâu. Nên là bây giờ là tôi sẽ đi về cái vị trí này. À, và tôi mang em cừu hồng về nhà. Ok anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hướng để đi nào. À, 800 và 800 nếu vậy thì cái trục X phải tăng lên này. Cái trục Z đang giảm xuống rồi, hơi nhầm rồi. Đây. À đúng rồi, nó vậy là mình phải đi về cái hướng này này anh em ạ. Đấy, mình cứ đi về cái hướng này là mỗi lúc nữa là mình sẽ tới được cái chỗ của em cừu hồng. Ok anh em ơi. Thì tôi sắp tới được cái vị trí rồi. Sắp tới được cái tọa độ rồi, tôi không biết là em cừu hồng còn không. Ô, rồi. Chào em rồi. Chào em. Sao em nhỏ thế? Đã 173 ngày rồi mà em không lớn được à? Sao ngày 174 luôn rồi này? Sao em thiếu dinh dưỡng thế? Trời ơi. Này,
Anh vứt thịt cho em này, ăn đi em. Đấy, ăn đi em. Anh đại gia mày. Bạn cừ là bạn không ăn thịt đấy các bạn ấy. Sống gọi là cực kỳ, gọi là có trách nhiệm với các loài động vật khác. Rồi, về tôi sẽ mang em về. Em yên tâm, anh có đủ nhà cửa rồi, giờ lại người chăm lo cho em rồi, đi về với anh em ơi. Đi em ơi. Nhỏ nhắn xinh xắn quá các bạn, thử chụp cảnh với em cừu đã hả? Ôi, xinh quá. Xinh quá. Ôi, dễ thương ghê. Ôi, dễ thương quá anh em ơi. Ui, ui dồi ôi, chụp đã cả tay anh em ạ. Rồi, rồi, đây, đi thôi. Đi em ơi, đi về nhà với anh nhá. Rồi anh em ạ, đấy, bây giờ tôi sẽ chạy về nhà thôi. Tôi sẽ đưa em về nhà an toàn. Anh em đợi tôi chút nhá. À, anh em ơi, tôi đưa em về, tự nhiên tôi thấy là em lớn hết rồi anh em ạ. Trưởng thành rồi, sexy rồi, dân đủ 18 tuổi rồi. Chắc là nãy là em cũng ăn trộm của tôi một vài miếng thịt đấy, nên là em ăn vào rồi thì em lớn rồi. Đồ láo cá, đồ ranh ma. Ok anh em ạ. À, đấy, thôi đi về nhà với anh Thương. Ok anh em ơi, tôi đã đưa em cừu về nhà rồi. Đi đâu đây em? Em đừng ngại, em đừng ngại. Không phải ngại em ạ. Cứ đi theo anh nhá. Đi vào đây. Đấy, đi vào đây em. Đấy, không có gì phải ngại hết. Đúng rồi. Chào các bạn đi em. Hello anh em nhá. Anh em chào bạn cừu hồng đi. Hả? Chào bạn ngựa. Em gại à. Không sao, có bạn mới này. Này em quay mặt lại em nhìn bạn cừu hồng đi. Bạn cường thân thiện này. Ngựa ngại các em ạ, ngại lắm. Đây đấy, quay ra nhìn nhưng mà chỉ dám quay ra bên ngang chứ chả dám quay thẳng vào mặt. Ngại, ủa ôi, từ từ em. Ngại thế, dần gì mà ngại thế. Chắc là bạn cừu hồng sexy quá anh em ạ. Vì sao mà tôi thấy con cừu hồng nó giống con lợn đấy các em nhỉ? Chả khác quá gì anh em ạ. Ok thì à, bạn cừu hồng này là bạn rất là đặc biệt, nên là tôi sẽ không nhốt bạn vào chuồng đâu. Đấy, em cứ ở đây nhá, cứ ở xung quanh này cho thoải mái em nhá. Em không cần phải vào cái chuồng chật chội này đâu ha. Ok các em ạ. Ok các em. À, tôi đã thành công đưa bạn cừu hồng về nhà rồi. Thì tôi phải nói thật với các em là mấy ngày nay xây máy farm rồi các thứ rồi thì toàn xây mà không đánh nhau, tôi bắt đầu tôi ngứa gáy chân tay quá anh em ạ. Nên là hôm nay là tôi sẽ đi qua cái chỗ chòi của bọn cướp. Anh em có nhớ là trong trong cái tập 6 đúng không? Tôi nhớ là tập 6 là tôi đi chu du để tôi tìm cà rốt đấy. Đó, và tôi đã gặp được chòi bọn cướp. Đó. Thì chúng ta sẽ đánh một chòi bọn cướp để chúng ta bị lời nguyền. Bị lời nguyền xong người ta sẽ quay lại đây để chúng ta đánh với bọn cướp anh em ạ. Bởi vì là anh em có biết là khi mình thắng được bọn cướp ấy là mình sẽ được cái huy hiệu là người hùng của dân làng đúng không? Đấy. Và khi mà được cái huy hiệu đấy đấy thì là khi mình đi trao đổi với dân làng ấy là tất cả mọi giá là đều giảm xuống, chỉ còn có một đấy các bạn. Là từ 24 ngọc để được một quyển sắc bén ấy là giảm xuống chỉ cần một ngọc là được một quyển sắc bén rồi các bạn. Thì ngon không anh em? Quá ngon. Nên là hôm nay tôi sẽ cố gắng kiếm được cái người hùng của dân làng. Và tôi sẽ đổi rất là nhiều sách. Và tôi sẽ đổi những cái quyển sách như kiểu là sách bảo vệ 4 này, hoặc là sách nhặt 3 này. Rất là nhiều quyển sách hiếm. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua cái chỗ của bọn cướp. Tôi nhớ là nó đi hướng này các bạn. Đây thì đầu tiên là để tôi dừng lại tí để tôi mở cái ảnh chụp cái định vị ra cho anh em xem nhá. Ok các em. Đây. Như anh em có thể thấy đây, đó là tọa độ của nó là 329 và âm 1239 luôn. 329 này và âm 1002. Ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải đi tới cái đoạn tọa độ này anh em ạ. Ok các em, chúng ta sẽ quay lại và chúng ta mang theo chú ngựa thân yêu của chúng ta đi.
Đi thôi ngựa ơi. Đã rất là lâu rồi chúng ta chưa có cuộc đi thám hiểm nào rồi. Đi chu du thôi ngựa ơi. Đi thôi. Đấy, ngựa chắc chắn thích lắm anh em ạ. Bao nhiêu ngày rồi mới được vận động mà. Rồi. Đấy, cứ đi hướng này qua đấy. Ok, em đợi tôi chút nhá. Khi nào tôi tới tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok các em ơi. Thế như anh em có thể thấy là tôi sắp tới được cái tọa độ 300 và âm 1200 rồi đấy. Đó. Chắc là nó ở ngay trước mắt rồi anh em ạ. Sắp tới rồi. Cố gắng. Đây rồi, ui ôi. Đây rồi. Nó to như cái gì luôn anh em ạ. Đẹp nhờ. Ui ôi. Thằng cướp này anh em. Thằng cướp này. Tôi không zoom được bởi vì tôi không cài Optifine anh em ạ. Sorry anh em nhá. Nhưng mà nếu mà anh em có thể nhìn kỹ đây thằng cướp ấy. Đó. Sao mà nó lại biến mất rồi nhở. Nó vừa đứng đây xong này ha. Ok các bạn kéo đi. Bây giờ tôi sẽ để em ngựa ở đây các bạn cho nó an toàn. Đó. Xong tôi sẽ một thân một mình rồi tôi lao vào đấy rồi tôi chiến với bọn cướp. Đấy. Em ở yên đây ngựa nhá. An toàn là trên hết đây các bạn. À, nếu mà anh em mà không biết ấy, thì cái chỗ trò bọn cướp là nó có một cái lồng. Cái lồng đấy là nó nhốt anh Golem đấy. Bởi vì là nó không muốn cho anh Golem thoát. Kiểu là nó bắt thần dân của dân làng ấy nhốt anh Golem vào. Đâu nhỉ, vì sao tôi không thấy cái trò mà nhốt anh Golem nhỉ. Bắn đi. Thằng này nó có cái nỏ nó khá lấp lánh anh em ạ, đẹp. Để tôi ngủ cái đã chứ không trông nó zombie ra đông lắm anh em ạ. Ôi sao này hả. Đây là ngủ nhưng mà chật tôi khỏi giường anh em ạ. Đâu nhở. Sao tôi không thấy cái chòi mà chúng có nhốt anh Golem nhở. Chả lẽ là nó không có à. Á à, nó có một cái chòi nhỏ nhỏ ở đây. Cái chòi này là cái chòi để cho chúng có nằm canh ấy. Để tôi vào đây xem thử xem mà. Sao không có thủ lĩnh nhở. Lạ nhở. Hồi trước mình đi chỗ này là mình cũng chưa có lấy đồ trong rương đấy anh em. Nên là giờ đồ trong rương vẫn còn. Thủ lĩnh đâu. Tao cần thủ lĩnh. Thủ lĩnh của mày đâu. Mày khai ra mau. Thủ lĩnh của mày đâu. Thế quái nào nhỉ anh em nhỉ. Chắc là anh em đợi một tí anh em ạ. Để tôi đánh thử cái bọn này xem một lúc nữa nó có thủ lĩnh không. Lạ thật. Ôi đây rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, rồi. Tôi nhìn thấy nó có thằng này nó cầm lá cờ rồi. Đây là đây, đây. Ủa đây là hay. Em chào anh thì em đợi anh nãy giờ. Em đợi anh nãy giờ. Từ từ anh ạ. Ui đau quá. Đông nhở. Ui ghê thế vì sao mà. Ôi ngon quá. Mấy thằng nó dậy, mấy thằng ngu. Nó bắn chết thủ lĩnh của tôi rồi. Tại vì chúng có bắn chết thủ lĩnh thế nên là tôi không có được lời nguyền rồi. Trời ơi. Mấy thằng ngu. Sao cho mày đi bắn thủ lĩnh của bọn mày. Trời ơi. Bọn phản chủ. Bọn phản chủ. Thôi mấy cái thằng này về trả được cái tích sự gì anh ạ. Ui chết cha rồi. Nó bắn tao hỏng ở khiên rồi anh ạ. Phải đợi thêm tí nữa để cho thằng thủ lĩnh mới ra anh ạ. Ok các bạn. Thì tôi mới nhớ ra một cái. Anh em thấy là bọn nó đâu không? Đó là nếu mà mình mà vứt cái lá cờ ra thì bọn nó có thể nhặt và bọn nó đeo lên người đấy. Tôi không biết là khi bọn nó nhặt thì chúng có thành thủ lĩnh không. Còn tôi vứt lá cờ ra mà không có ai nhặt anh em ạ. Anh em trông chúng có bắn nhau kìa. Bọn đần hả. Vì sao tôi vứt lá cờ ra mà lại chả có thằng nào nhặt lên nhở. Hài nhở. Đấy. Mình chả cần đánh vào nó anh ạ. Thì mình cứ chạy xung quanh là được ha. Đúng rồi các em. Bắn nhau đi các em. Hay quá. Cái này đúng là không sợ kẻ địch mạnh. Chỉ sợ đồng đội ngu anh em ạ. Đúng rồi. Lạ nhở. Thế thì tôi lại phải đi tìm thằng thủ lĩnh rồi. Ôi anh em ơi. Nó kìa. Nó kìa. Nó kìa. Nó kìa. Thằng mất dậy. Mày chết với tao. Mày chết với tao. Tôi bị giết tôi anh em ạ.
Chúng mày đừng có trách của tao rồi. Tôi bị quyền rồi à. Tôi bị quyền rồi. Bị quyền luôn đấy anh em à. Tôi thật chứ mà là bây giờ là con người đi tìm kiếm lời quyền luôn đấy, chứ chả phải là... Ôi, một thằng nữa này, một thằng nữa này. Hình như là nếu mình giết càng nhiều thủ lĩnh thì mình, thì cái lời quyền nó tích lại đây các bạn. Nó tích lại và cái đợt cướp có ra nó càng ra nhiều đấy. Hả? À, có hai thằng luôn. Nãy trở tới đâu mà giờ có hai thằng luôn hả? Ngon quá. Ok các bạn, tôi sẽ giết nốt cái đám lính phò phạch này, sau đó thì tôi chạy về nhà thôi. Đông quá nhở. Ăn đòn này, ăn đòn này. Cái đòn đánh lan của tôi thì khỏe anh em ạ. Đấy. Ủa ôi. Ủa ôi. Tôi cố gắng tôi giết các cái thằng mà chúng nó có cung khảm để tôi nhặt được cái cung khảm của nó anh em ạ. Đấy, tôi thấy chúng nó cũng hết rồi đấy nhở. Ui đông quá. Bao nhiêu rồi? Anh em thấy trên người tôi toàn công không à? Toàn tên. Ủa ôi. May là tôi có giáp ngon đây các bạn, chứ không là tôi chắc đi bụi đây các bạn. Chả hiểu sao mà một đống tên vậy mà nó còn sống được anh em ạ. Chết đi, chết đi. Chết đi. Rồi. Chết hết rồi đây các bạn. Đấy, để tôi cho anh em xem thử tôi này ha. Này. Ui dồi ôi. Trời ơi. Đây đúng là trận chiến sống còn anh em ạ. Ok. Rồi. Chúng ta lên ngựa và đi về thôi. Đi về tôi ngựa ạ. À. Em đừng lo. Chồng anh bị te tua vậy thôi chứ mà anh vẫn ổn em ạ. Đấy, tôi đi ngủ cái rồi thì tôi đi về anh em. Ok anh em đợi tôi chút nhá. Khi nào mà tôi về tới tôi sẽ quay lại với anh em nhá. À hu hu anh em ơi. Tôi không biết là tại sao tôi đang chạy kiểu gì mà ngựa của tôi tự nhiên nó chết anh em ạ. Không biết là game bị lag kiểu gì. Chết mẹ con ngựa rồi. Trời ơi, ngựa của tôi. Buồn quá anh em ạ. Tôi đang trên đường chạy về đấy thì cũng còn khoảng một nửa đường nữa là về rồi. Trời ơi. Đây là những thứ cuối cùng mà chú ngựa của tôi để lại anh em ạ. Trời ơi. Đau lòng quá. Bây giờ tôi phải đi bộ về nhà rồi anh em ạ. Chạy bộ nốt quãng đường còn lại rồi. Ôi chết cha rồi anh em ơi. Ôi chết cha rồi. Tôi đang đi tôi lỡ đi vào cái làng này. Chết cha tôi rồi anh em ạ. Tôi đang đi tôi lỡ đi vào cái làng này. Tôi bây giờ là bọn cướp ra luôn rồi. Cái làng này là cái làng mà nó ở gần cái làng nhà mình đấy. Đây này. Đang trên đường chạy về. Bởi vì là tôi cứ nhớ em ngựa tôi buồn quá, tôi không để ý. Tôi lỡ chạy vào cái làng này anh em ạ. Chết cha rồi. Bây giờ mà nó mở rết ở cái làng này là chốc nữa là mình chỉ là người hùng của cái làng này đấy anh em. Thì là mình về kia là mình đổi đồ là mình cũng không có được giảm giá nào ở cái làng của mình đâu. Thì phải đổi đồ thì ở đây đấy. Trời ơi. Ui rồi ôi. Mà tôi có không có khiên rồi chết cha rồi. Khó khăn anh em ạ. Đánh quân xâm lược mà không có khiên là khó khăn đấy. Mày trốn đâu? Mày tưởng là mày trốn vào trong hang là được à? Mày trốn vào hang này. Trốn ơ. Né tốt thế. Ơ Faker à? Mày Faker này. Ôi, cướp ra ôi thủ lĩnh kìa. Em chào anh. Thì chào rồi, bề tôi không có khiên anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi phải vào trong này để tôi đi tìm một chút bạc, đào một chút bạc để mình làm cái khiên. Chứ mà mình mà không có khiên này là chết cha luôn đấy anh em ạ. Chết cha thật luôn đấy. Ôi, ui dồi ôi. Thằng này nó bổ khỏe lắm anh em ạ. Mày bổ khỏe bằng cung của anh không? Chết ngay, làm sao? Nhặt cờ này. Nhặt cờ này. Ui dồi ôi. Còn chưa kịp mai táng cho em ngựa. Chết cha đi, tôi ngủ đây các bạn. Đi ngủ chứ không chốc mà zombie ra nữa là chết luôn đấy hả? Rồi. Có anh Golem nào không? Có anh Golem nào giúp không? Có anh dân nào đây không? Chúng ta cần ít nhất một thằng dân còn sống để cho cái raid nó cứ tiếp tục anh em ạ. Vậy nên là tôi sẽ phải nhốt vào anh dân lại. Anh vào nhà ấy, đúng rồi, đúng rồi. Ôi anh vào nhà đi, anh vào nhà đi anh ấy.
Đúng rồi, đúng rồi, các bạn phải nhốt như vậy đó. Bọn cướp nó không giết được dân thì cái Dread nó mới cứ tiếp tục. Chết cha rồi, có đuổi dân của tôi kìa. Tránh xa dân của tao ra, tránh xa dân tao ra. Úi dồi ôi, vì sao zombie thì nó không giết bọn cướp nhỉ? Game điêu ghê. Đúng là bọn làm game mất dạy các bạn hả? Để tôi đi thử vào trong cái chòi này tôi xem thử xem. Đừng có đánh anh Golem của tao. Rồi, đừng có dám đánh anh Golem anh em ạ. Cút, cút của anh Golem. Tránh hết đâu, anh Golem mình khỏe quá anh em ạ, một mình anh xử hết. Để tôi đi thử vào trong này để tôi xem thử xem trong này nó có bạc không. Nếu mà có bạc là mình làm một khiên đấy. Có bạc không? Không có rồi anh em ạ, chỉ có yên ngựa thôi. Nó có cái giáp này, nó có cái áo giáp sắt thì cũng không được gì lắm. Để tôi cất mạng nhện này, mình cất đi một vài cái mình không cần cho lắm. À, đây, chút nữa tôi sẽ mang cho cốt của em ngựa về anh em ạ, mai táng khổ thân em ấy. Đấy, cất yên ngựa đi. Rồi, mình cất thêm cái giáp ngựa đi anh em ạ, rồi. Cố gắng xử nốt cái đợt cướp này xong rồi là tôi sẽ về. Nó còn một thằng nữa anh em ạ, tôi không biết nó trốn ở đâu. Sao mà cướp kiểu gì mà đi cướp thì mà lại trốn vậy? Đây rồi cái gần, nói kìa, nói kìa. Thằng này thằng cầm rìu đấy các bạn, nó nguy hiểm lắm. Qua đây nghe. Em với anh chơi tay đôi. Anh thích rìu đúng không? Em cũng chơi rìu với anh. Em cũng chơi rìu với anh. Em cũng chơi rìu với anh. Sắc bén một à, ái chà, sắc bén là khỏe đấy các bạn. Sao mà nó bổ rìu với tôi, trời ơi. Sao mà so được với rìu kim cương đúng không? Rồi. Đấy. Đâu, cấp đâu. Đấy, ủa ơi. Nó bắt đầu nó gọi dã thú rồi đấy. Dã thú với anh này. Dã thú. Ủa, trời ơi anh ơi. Chết cha rồi, chết cha rồi, chết cha rồi. Nước, 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 nước. Ủa ơi. Rồi anh em ạ, rồi anh em ạ. Chúng mình cũng có được một chút nước rồi. À, bây giờ ấy. Đây, nếu mà anh em nào mà từng xem series Sinh tồn 1.17 đợt đón Tết của tôi là anh em sẽ biết cái chiêu này ha. Đâu, dã thú đâu? Cung này. Cung này. Ơ, ôi, anh Golem anh xử dã thú luôn rồi anh em ạ. Úi dồi ôi, anh Golem ơi, anh tuyệt vời quá. Đây mới xứng đáng là người hùng của dân làng anh em ạ. Người hùng của dân làng. Vỗ tay cho anh Golem anh em ạ. Quá tuyệt, quá tuyệt. Anh yên tâm, anh cứ nghỉ đi nhá. Để em vào và em xử lý nốt phần còn lại cho. Anh yên tâm anh ạ. Khổ thân anh ấy. Làm việc quá vất vả rồi. Chúng mày đâu? Chúng mày phải trả giá cho tất cả những cái gì mà anh Golem chịu đựng. Mày qua đây. Mày qua đây. Mày, ủa, đau. Một thanh kiếm cực khỏe anh em ạ. Đấy. Chết hết. Sao mà chơi được với thanh kiếm phò của tôi hả? Đây thanh kiếm phò 2 luôn nhé. Là được cải tiến rồi đấy anh ạ. Đấy, sao mà chơi được. Trình gì. Để tôi ra tôi bảo vệ anh Golem anh em ạ. Anh Golem mới xứng đáng là người hùng của dân làng. Bảo vệ anh Golem. Thằng con ở đây. Chúng mày muốn động vào anh Golem không? Được rồi anh ạ. Anh nghỉ ngơi đi nhá. Em chỉ cần vậy thôi. Anh không cần phải giúp em nữa đâu. Đấy, anh nghỉ ngơi đi nhá. Đấy. Xuống đi anh. Đúng rồi. Để tôi làm cái gỗ để tôi nhốt anh lại các bạn. Cho anh được nghỉ ngơi. Chứ khổ thân anh ấy quá. Đấy. Anh ấy bị đánh cho thương anh các bạn. Khổ thân. Rồi. Còn gỗ không? Hết gỗ rồi à? Đấy, bảo vệ người hùng của dân làng các bạn. Đấy, chứ còn cái bọn dân thì nó chỉ có biết chạy, chả làm cái tích sự quá ấy. Đấy, anh yên đấy nhá, khi nào mà em dẹp loạn xong này em sẽ mở cho anh ra, anh cứ yên tâm. Chúng mày ở đây, chúng mày, chúng mày ở đây. Ủa, ui quýt kìa, ui quýt kìa. Cú thủy anh các bạn. Mày này, anh em thấy cái hào quang hồng hồng ở xung quanh này không? Đó là hào quang hồi máu đấy. Thằng phù thủy nó ném thuốc hồi máu ra để support đồng đội của nó đấy. Căng phết. Phù thủy, phù thủy. Mày này, mày này. Chết cay các bạn.
Đâu? Thằng nào nữa? Mày đọ cung với ai? Mày đọ cung này. Sao mà nó đọ cung với tôi được? Chết này. Đấy. Vẫn chưa thấy thằng pháp sư ra anh em ạ. Ủa thằng Gabriel. Ui giời ơi, hai thằng phù thủy anh em ạ. Mình chơi phù thủy là mình không nên áp sát anh em nhá. Bởi vì là áp sát là nó ném thuốc độc cho mình là cực kỳ gọi là mạnh đấy các bạn. Bởi vì là cái thuốc độc của nó là mình mất máu thời gian luôn ấy. Lấy mất cực kỳ nhiều máu đấy các bạn. Mình cứ đứng xa mình dùng cung bắn thôi. Thằng phù thủy đâu nhỉ? Mong mà đừng có thằng nào nó úp sọt tôi các bạn ha. Đừng có úp sọt anh. Đấy. Đấy. Ăn tí nào. Đấy, mình được một nửa cái thanh rồi. Cố gắng giết nốt là các thằng cuối. Không biết là đợt này là đợt bao nhiêu rồi. Hình là đợt này mới là đợt thứ ba rồi anh em ạ. Chúng mày giỏi, chúng mày ra đây. Phù thủy. Mày giỏi, mày ra đây. Mình chơi phù thủy là trước tiên là mình phải câu máu nó ra anh em ạ. Đấy, mình câu máu nó là để cho nó uống thuốc hồi máu. Thì cái lúc mà nó uống thuốc hồi máu ấy là nó sẽ không thể cầm cái thuốc độc để nó nẽo thôi. Úi dồi ôi. Thế mà tôi tưởng thằng cầm rìu nó đánh tôi từ đằng sau anh em ạ. Giật cả mình. Đấy, cái lúc ui dồi ôi, chết cha rồi. May quá là cái thuốc đấy của nó là cái thuốc làm chậm thôi anh em ạ. Nó không phải thuốc độc. Đấy. Ủa ôi. Mày ở đây. Thay đôi với mày này. Thay đôi nó. Ôi chết cha, bị kẹt rồi, bị kẹt. Rồi chết rồi. Chỉ có một thằng thôi các bạn. Thằng phù thủy đấy. Đây này, nói này. Mình bắn nó một cái đã. Ui rồi. Đấy. Anh em thấy cái thuốc màu xanh của nó chưa? Thuốc đấy là thuốc độc đấy. Thằng mất dạy. Chơi gì mày chơi thuốc. Ai mà chơi xì ke mày. Đấy. Tôi ra tôi check thử xem anh Golem có an toàn không anh em ạ. Anh có an toàn không anh? Anh có sao không? Đúng rồi, anh cứ nghỉ ngơi nhá, để em cho anh tí bánh mì. Đấy, anh ăn đi cho khỏe nhá. Rồi. Đấy, chúng ta tiếp tục dẹp loạn thôi các bạn. Tôi là người gây ra chuyện này. Tôi sẽ là người kết thúc chuyện này. Đúng không? Cứ như trong phim. Đâu rồi, cấp đâu rồi? Đâu rồi? Ủa sao lạ nhở? Không biết là bọn nó đâu rồi anh em ạ. À kia rồi, kia rồi. Bọn mất dạy. Chắc là chúng có biết là tôi đứng ở phía này nên là chúng có trốn. Ái chà. Dã thú kìa. Chúng mày ra đây. Solava sẵn sàng đợi chúng mày. Ui dồi. Anh vào đây, anh vào đây. Anh vào đây. Ủa ôi ô. May quá. May quá là cái làng này là làng sa mạc anh em ạ. Thế nên là nó không thể cháy nhà được. Đấy, chứ mà làng gỗ thì là nó xây nhà bằng gỗ mà, nó cháy nhà được. Ui, chú có đuổi theo tôi kìa anh em ạ. Để tôi múc cái xô lava. Đấy, cái này là một cách gọi là mình chống bọn cướp cực kỳ lợi. Cực kỳ gọi là lợi. Ui, ui rồi ôi. Múc. Trời ơi, sao bọn nó đông quá anh em ạ. Ui, ui rồi. Đi vào đây, đi vào đây. Đúng rồi. Ơi ơi, sao lava chảy có gì lạ vậy? Lava chảy có gì lạ vậy? Đi vào đây, đi vào đây. Đi vào đây. Đi vào đây. Ui, đúng rồi. Đúng rồi. Ui rồi ôi, cảnh tượng đẹp nhất hôm nay các bạn. Cảnh tượng đẹp nhất hôm nay tôi gặp luôn. Thích quá. Thế chưa? Ui. Thôi mình đứng xa xa chó lành các bạn, ghê quá. Xa xa chó lành. Này thì dã thú chết rồi. Chết con dã thú rồi. Rồi. Này thì cướp này. Ok các bạn, rồi ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Ui tôi đặt lava một phát mà ngon quá. Lợn nhỉ? Anh lợn hóng hết phát đi các bạn. Hóng hết thế lợn. Ái chà, ái chà. Thích tay đôi à? Thích tay đôi à? Vào đây. Rồi ôi trình. Trình này là trình rank bạc anh em ạ. Vào đây. Thủ lĩnh à? Có cái lá cờ nhưng có cái gì? Mỗi cái lá cờ. Ui ôi, pháp sư. Thằng mất dạy. Nó chết rồi các bạn.
Tứ giác đâu rồi? Nó phát sướng mất dậy. Nó đây là cái totem này ngon quá. Úi dồi ôi, nó quật tôi, nó bổ tôi kìa ơi. Nó mất dậy, nó mất dậy. Ủa ôi, mày ra đây, mày ra đây. Tao không sợ mày đâu. Tao không sợ mày đâu. Qua đây. Tao không sợ mày đâu. Cầm vật tổ ra tay cho an toàn anh em ạ. Sao mà các con tiên thì chúng nó đang trốn đứng đây. Ôi. Đây. Bình tĩnh anh em ạ. Bình tĩnh chứ không là tôi hóa chó mất đấy ha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cố gắng giết đốt thằng phù thủy. Mày ra đây, mày chết với anh, mày chết với anh. Mày chết với anh. Mày chết. Mày chết với anh. Mày chết rồi anh em ạ. Mày quá mà nó không ném độc tôi. Vẫn còn thêm cuộc xâm lược nữa à. Vẫn còn nữa à. Tôi bắt đầu tôi cảm thấy hơi sợ sợ rồi anh em ạ. Nhưng mà được cái là giáp mình còn trâu nên là mình cũng ok nhỉ. Cũng không lo lắm. Úi dồi ôi, đột kích từ trên núi à? Sao mà mẹ không thả dù xuống đi? Sao mẹ anh không thả dù xuống cho nó ngầu? Hờ. Phù thủy này. Tôi còn bao nhiêu cái tên nhỉ? Ui, tôi còn có 6 cái rồi anh em ạ. Chết cha rồi, bởi vì là cái lúc mà trước khi mà tôi tính đánh cái bọn cướp là tôi tính là tôi sẽ phải chạy qua chỗ Farm Skeleton để tôi lấy một chút tên mà. Nhưng mà không ngờ là trên đường mà tôi đang đi tự nhiên tôi gặp bọn cướp luôn. Ý. Thế không anh? Vui không anh? Vui không? Vui vui quá cơ. Vui quá cơ ơi cơ. Các anh cái đang vui lắm. Ấm mà, ấm mà. Của lava các anh ấm cả người. Này thì cướp này. Trước khi mà đi cướp ấy thì nhớ đi học lớp 1 nhá. Biết suy nghĩ một tí nhá. À mày nữa. Thằng pháp sư. Chết ngay, làm sao mà nó láo với tôi rồi anh em ạ. Lệch với tôi à. Bố láo bố lêu. Tôi đi ngủ tí anh em ạ. Ấy trời tối rồi thôi nhỉ. Trời tối rồi thì cứ đi ngủ tí cho nó yên bình nhỉ. Đấy. Đánh cướp nhưng trời tối là vẫn đi ngủ anh em nhá. Đấy. Phải ngủ để cho nó đầy đủ sức khỏe chứ. Chào anh. Ủa. Cục xúc quá anh em ạ. Tôi mới dậy mà tôi còn chưa có đánh răng rửa mặt. Thế mà nó đánh tôi rồi. Tục quá. Mày cục xúc với anh này. Các cái con nhỏ đấy là nó nhỏ nhưng mà cái máu nó khỏe lắm đấy anh em ạ. Kệ nó đi. Không nên dây dưa với bọn nó đâu anh em ạ. Ui có to tem, có to tem. Vật tổ trứng sinh đấy. Ui dồi ôi anh có đau quá. Từ tôi ăn ta. Hình, ôi từ anh ấy. Hình như là cái lúc mà nó đỏ lên là nó đánh mình đau lắm anh em ạ. Mày này. Ui dồi. Ui hai thằng. Ủa. Từ. Ba thằng à. Ba thằng á. Vui quá. Thật chứ mà tôi đánh cái bọn này tôi dùng cái lava tôi vui cái củ anh. Ủa. Mày quật anh này. Tôi không hiểu sao cứ mỗi lần tôi dùng lava tôi đánh bọn này là tôi vui lắm anh em ạ. Đấy anh em đánh cướp là anh em không cần gì ngoài một xô lava anh em nhá. Đấy. Còn một thằng nữa lại không biết là nó trốn đâu rồi anh em ạ. Sao đi cướp gì mà trốn thế anh? Qua đây nào. Ái chà. Trốn lên núi à? Chắc là kiểu hoa tiêu anh em ạ. Chắc kiểu là đứng trên núi để thám thính tình hình ấy. Chết cha rồi, tôi lên tôi nhặt cung đã chứ tôi cũng đâu có còn nhiều cung đâu mà bắn. Tránh xa ra chứ không là nó ném thuốc chết mình đấy. Rồi chết rồi. Còn nữa à. Vẫn còn cuộc xâm lược anh em ạ. Nó vẫn chưa hết nữa cơ anh em ạ. Khá là nhiều. Mà tôi nghĩ là tôi có thể xử lý được hết bọn này thôi. Tôi nghĩ là tôi trụ được. Ô. Ô. Sao lại có cái kim tháp ở đây này. What the hell. Ô. Hình như cái làng này là cái làng khác anh em ạ. Tôi chưa có đi cái kim tháp ở đâu. Chút nữa tôi vào trong đấy để tôi xem thử. Xem là có cái gì. Anh em thấy thằng pháp sư nó cưỡi trên cái con dã thú không. Nguy hiểm anh em ạ. Dã thú đã nguy hiểm rồi mà lại có thêm pháp sư nữa. Khá là căng đấy. Đi qua đây. Mày qua đây. Mày qua đây. Úi dồi ôi. Chết cháy nhá. Chết cháy nhá cưng. Rồi ôi à. Vui quá cơ. Ôi dồi ôi.
Ui rồi ôi, nhanh lên. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, ôi ôi ôi, dã thú mà lại còn thêm cái thằng cầm rìu anh em ạ. Thôi anh em ạ, chạy là thượng sách, chạy đã. Ui, tôi cứ nghĩ là tôi chết pha đấy rồi cơ, bởi vì lúc đấy là mình xuống cái vực, tôi cứ nghĩ là nó bổ tôi chết rồi cơ. Ôi rồi ơi, rung cả mình anh em ạ. Chạy đã, chạy đã, chạy đã. Quay lại cái xô dung nham của mình đã anh em ạ. Còn dã thú mất dạy, nó chạy nhanh lắm đấy anh em ạ, nó nguy hiểm lắm. Úi dồi ôi, nó tính đột kích tôi hay gì. Mày qua đây, không sao anh em ạ. Bây giờ mình không qua được cái chỗ dung nham vừa nãy thì mình đi múc thêm một cái dung nham ở đây nữa cũng được. Nó có hai kêu dung nham của mình múc cơ mà, đúng không? Này, để qua đây anh ấy, qua đây. Em bạch anh mà em không cần dùng kiếm luôn anh nhá. Anh qua đây, anh con anh qua đây, anh ngoan anh qua đây anh tay đôi với em. Anh ấy, hèn thế, chạy à? Sao hèn thế, qua đây. Mày này, úi dồi ôi, đi qua đây kìa. Đi qua, ôi, tao né được, what the hell. Thông minh vậy. Ôi trời, từ, úi dồi, thai ra bình ơi. Nó nguy hiểm lắm anh em ạ. Chạy vào chỗ hẹp này, chạy vào chỗ hẹp này. Úi dồi ôi, cảnh tượng quá đẹp anh em ạ. Đấy, anh bắn, anh cứ bắn để em đứng này, em nhìn con dã thú chết cho em vui. Này, ôi, con chưa chết à? Nó khỏe vậy? Sao mày khỏe vậy con chó? Chết rồi. Lệch với anh, sao mà lệch được với tôi? Lệch này. Láo, hờ. Đấy, rồi ôi, easy game anh em ạ, thật chứ. Đấy, chơi hardcore mà đánh dã thú không cần dùng kiếm anh em nhá. Đấy, kiếm gỗ cũng không cần dùng luôn này, dùng mỗi cái xô anh em thấy không? Hardcore thật với tôi, thật hardcore đối với tôi bình thường các bạn nhá. Qua đây các anh ấy, giỏi qua đây, giỏi qua đây nào. Em đánh các anh em không cần dùng cái gì ngoài cái xô các anh nhá. Đi qua đây, đi qua đây. Ôi ôi, giật cả mình các bạn ạ. Úi ôi, ôi cái gì đây, what the hell rồi, lag à? Đi qua đây kìa. Hả? Hả? Úi ôi, úi ôi, lạch này. Bùa láo, bùa lếu rồi các bạn. Thằng này, thằng này là cái thằng mà tôi ghét nhất đấy các bạn. Ôi trời, từ anh kìa. Ơ, lag à? Ôi lag em ạ, lag. What the hell. Đấy, tôi nhắc lại, đấy, hết lag. Rồi, tôi đi vào mà tôi cũng không bị cháy luôn. Đi qua đây các anh ấy, sao các anh cứ đuổi đuổi cái gì đấy, qua đây. Đi qua đây. Úi dồi ôi, mày lừa tao. Nó lừa tôi các bạn, nó quay đi nó giả vờ chứ hả? Bùa lao bùa lếu rồi. Chết, ơi, chết rồi. Thì sao tôi thấy hơi lag nhỉ? Chắc do máy tôi nó hơi yếu vậy các bạn. Đâu rồi, xô dung nham đâu rồi. Ơi, chết rồi. Nhặt lại ngay. Rồi, khá là full đồ nhở. Chắc là để tôi vứt ra một chút đồ để mình còn nhặt được đồ nó của các anh vứt ra chứ đúng không? Bắp nhện không cần đâu này, tơ nhện cũng chả cần đâu này, cái nỏ phò phạch chả cần đâu. Nỏ phò phạch vứt này. Rồi, rồi, được rồi. Đấy, anh em có thể thấy là cái thằng pháp sư chạy rất là nhanh anh em ạ. Thằng mất dậy. Chơi thì xấu. Chạy nhanh này. Ái chà. Ái chà. Úi ôi, từ 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 từ. Úi dồi ôi, có ba thằng anh em ạ, từ từ á. Chạy đã. Chạy đã. Để qua đây các anh ấy. Giỏi qua đây. Giỏi qua đây. Giỏi qua đây. Đau không? Úi dồi. Úi dồi ôi, một phát rìu vào đầu. Úi dồi ôi, từ 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 từ. Úi dồi ôi, sợ quá các bạn. Nhưng mà tôi có totem rồi nè, tôi cũng đỡ sợ. Tôi có vật tổ trường sinh mà. Úi dồi anh Vex, em chào anh. Ôi từ từ anh ơi, ba trái tim của tôi đây các bạn, đau phết. Chạy chạy cho nó hồi máu đã. Còn mất dậy, mày nhớ tao. Thằng pháp sư này, ui ôi, nó gọi răng lên nó cắn tôi đau quá anh em ạ. Ui ôi, ui rồi ui, cái gì thế này, bữa tiệc của tiên à? Chạy đây anh em ạ, chạy là thượng sách.
Hôm nay tôi thật với các em là hôm nay tôi tính là tôi giải quyết nhanh cái bọn cướp này xong rồi tôi đi tìm cái mảnh vỡ của đại luôn đấy. Thế nhưng mà không ngờ là bọn cướp nó khỏe quá nhá mà. Đánh mãi nãy giờ chưa xong nữa. Nó khỏe quá nè, tôi nghĩ chắc là phải để buổi sau chúng ta mới đi tìm mảnh vỡ của đại rồi. Mày triệu hồi cái gì? Mày chạy à? Chơi thì hèn, chơi hèn, chơi hèn. Ui dồi ôi, bình tĩnh các anh ơi, bình tĩnh, thư giãn đi các anh ơi. Ui dồi ôi, ngày thứ 180 ấy, tôi chơi mà cứ như kiểu là tôi đang chơi ở ngày thứ 1 đấy. Cẩn thận đấy các bạn, mình chơi tới ngày 180 rồi mình phải cẩn thận đấy các bạn. Chết một cái là mất hết đấy. Sợ lắm. Anh Golem. Hay thả anh ra giúp mình nhỉ? Thôi các bạn. Không nên đâu, anh Golem là anh tốt với mình mà. Mày. Mày có biết là trong phim kinh dị là mày không được đi lẻ không hả? Đấy. Mày mà chơi xạ thủ trong liên minh là mày cũng không được đi lẻ nhá. Đấy. Chơi support là phải đi cùng xạ thủ. Hiểu không? Mày này. Chơi xạ thủ mà cứ đi lẻ về là chết là đúng rồi anh em nhỉ. Úi dồi ôi. Đây chắc là thằng đi rừng kìa các bạn. Mày. Tao không cần biết là mày đi cái vị trí nào. Ôi, từ từ. Úi dồi ôi. Từ từ các bạn, nước. Tao mất nhiều máu thế. Úi dồi ôi, đau thế. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Múc một xô nước đi anh em ạ, trông nữa có gì mình bị cháy là mình còn có xô nước để mình chữa cháy. Cút ra, bọn tiên mất dạy các bạn. Bọn này chả giống bọn tiên tí gì hả? Pháp sư anh ạ, xử lý pháp sư. Mày này, mày pháp sư với anh, mày chạy à? Thằng mất dạy, nó chạy các bạn, nó láo quá. Vừa láo vừa hèn. Đánh nó khó quá anh em ạ. Mà cái tên của mình nó chỉ còn có ba cái tên thôi đây này. Chỉ còn có ba cái tên này là không ổn cho lắm. Chứ không là tôi cũng dùng mũi tên tôi đứng từ xa tôi bắn vào nó rồi đấy. Tôi cố gắng tôi áp sát rồi tôi giết nó một phát đâu. Ôi ôi. Đây là bữa tiệc của tiên anh em ạ. Bữa tiệc của tiên. Úi dồi ôi. Thằng pháp sư mất dạy đấy. Tôi nhìn thấy nó có ba thằng pháp sư đấy anh em ạ. Mày. Mày. Nó chết chưa? Tôi bổ cho nó hai phát vào đầu đấy các bạn. Chung là mình cứ phải đánh xong rồi mình lại phải chạy các bạn. Chung là cái bọn này nó đánh đau lắm. Nên là mình mà đứng đấy là mình chết luôn đấy các bạn. Nó gọi răng lên nên nó cắn chết mình luôn đấy. Đi ngủ cái đã. Chết chào rồi. Ôi từ từ anh kia. Từ từ anh kia đây. Ủa trăng đẹp thế. Trăng đẹp anh các bạn. Cái này là trăng khuyết đúng không? Đi ngủ thôi. Khuyết chả khủng. Tránh ngay đi, tránh ngay đi. Thằng mất dạy, mày để tao ngủ. Đi ngủ anh các bạn, chứ không cho zombie lên nó vả mình đấy. Rồi. Rồi, ăn tí, đấy. Đấy, bình minh đẹp nhở. Đấy, ngay sáng sớm dậy đánh răng rửa mặt cái các bạn. Rồi. Rồi. Sửa soạn quần áo tí nhỉ, đấy. Xong rồi mình đi đánh cướp. Cướp đến nhưng vẫn phải thanh lịch anh em nhá. Vẫn phải sống thanh lịch. Rồi. Quay trở lại làng thôi. Tôi giết được một thằng pháp sư rồi. Ôi đâu rồi? Ở cái làng tôi đâu ấy nhỉ? What the hell? Ok anh em ơi. Thì tôi đang chở cái anh dân từ cái làng kia qua cái làng red của mình. Đó. Mà tự nhiên tôi mới đứng ra để tôi chuẩn bị để tôi xem thử cái tọa độ xem là cái làng kiểu tội đâu. Thế tự nhiên anh lợn chui vào anh ngồi cùng mới ghê chứ hả? Ủa thân anh lợn. Anh lợn trông dễ thương ghê hả? Thôi lợn đây. Tôi không muốn giết anh lợn anh em ạ. Anh là tôi phá cho anh ra thôi. Phá cái thuyền cái nào? Ôi! Phá cái thuyền thôi. Rồi. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ chở anh dân làng này, anh ấy qua chỗ làng kia.
Ấy, khi nào tôi tới tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Chắc chắn là nó sẽ là một đoạn đường cực kỳ dài đấy anh em ạ. Ok anh em, thì anh em có thấy cái ngôi làng ở đằng trước mặt kia không? Ôi dồi ôi, sau 45 phút của tôi anh em ạ. Holy shit. Đây, cái tọa độ của anh ngôi làng khốn nạn đây anh em ạ. Đây à. Vừa nãy là tôi cứ đi vòng bởi vì tôi không nhớ cái tọa độ. Thế là tôi phải quay ra để tôi xem lại cái video xem là nãy tôi quay thì nó ở tọa độ bao nhiêu à. Chụp lại các bạn. Rồi, sao mày đỡ quên. Rồi, không biết là bây giờ tôi chở anh ấy đến thì anh ấy có tạo ra một cái đợt cướp mới không. Đây thì anh em có thể thấy là tôi chở anh ấy đi xa cái làng quán thì là anh bỏ cả nghề luôn rồi ha. Có cái đợt cướp mới không? Ôi hình như là không có đợt cướp mới rồi anh em ơi. Hình như là không có đợt cướp mới rồi. Thì là kiểu là cái bọn cướp kia nó thắng rồi ấy. Chắc là vậy rồi, chắc là bọn cướp kia là nó, chắc là máy nó lập trình cho là cả bọn cướp kia nó thắng rồi. Nên là anh dân làng này là dù là anh ấy có tới rồi, dù là cái làng này là có dân rồi nhưng mà đợt cướp nó không ra nữa rồi anh em ạ. Thua rồi. Chúng mình bị thua cướp rồi anh em ạ. Dù là tôi không chết nhưng mà tôi không bảo vệ được dân làng. Buồn quá. Không được anh hùng của dân làng rồi, không được làm anh hùng rồi. Thôi em thả anh đấy. Sau bao nhiêu ngày mà anh đi dưới nắng, mà anh ngồi trên cái thuyền của một thằng ất ơ chở anh, chắc là anh bực lắm đúng không? Anh vào nghỉ đi. Đấy, em thả tự do cho anh nghỉ ngơi đi nhá. Rồi anh em ạ. Đấy, anh ấy bỏ cái nghề làm tên để anh ấy qua anh ấy làm nghề chặt thịt lợn rồi anh em ạ. Ok. Thì hôm nay kế hoạch của chúng ta không thành rồi anh em ạ. Đấy, tôi tính là được cái huy hiệu anh hùng của dân làng để tôi đi trao đổi với các anh ấy với một cái giá mà được giảm giá. Mà không ngờ là mọi thứ nó không có theo đúng kế hoạch anh em ạ. À, fail rồi. Ok anh em. Nhưng mà ít ta thì chúng ta cũng đã chiến đấu cực kỳ gọi là kiên cường đúng không? Ok anh em thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em buổi sau nhá. Yêu anh em rất là nhiều.